Bác thân mến, chào các cụ nhá. Đợt này mình có mặt tại cái hồ câu mới mở đây, tại làng Quáng Sơn Quang nhá. Đêm nay hồ thì tất cả các cần thủ đến đây luôn để dự khai trương này. View hồ rất đẹp và rất là đông luôn. Vâng, tốc độ anh em đến chơi có thể là đan cân vào nhau được. Cá lên liên tục nhé các cụ nhé. Đấy, và mình chọn một cái góc này đây, cuối hồ nhé, câu đầu cần rồi. Có cụ nào chúc mình may mắn cái nhỉ. Chén này chắc không phải chén thả đâu nhớ, nhìn không có một lốt thiết vậy đâu nhớ. Rồi, nhìn xuống, nhìn xuống. Nào, nhìn xuống, nhìn xuống, để lái vào nhá. Đó, đừng ấy nhá, đừng nhấc vào luôn nhá, gấp nó vào đi, gấp cái vợt vào, đừng nâng thế, đấy vợt. Kéo nó vào đi, kéo vào thẳng người đi, ôi chết, ôi thằng này, ôi, thằng này hâm thật, đáp biết gì mà hâm vợt. Rồi vứt luôn cần câu luôn. Ô thằng này xúc vật xúc cá cái này thì hỏng ăn đi ông ơi. Ô chém hồ đấy, đó là chém thả đâu nhá, không một lớp xít nào luôn. Ôi đẹp thế. Ôi con chém này thì ngon rồi, từ đã đây nhả cước đó. Ôi, hơn nhau một tí thôi. Ôi trời. Cái gì? Tắt đèn led đi, thằng bật đèn led đi. Nhá. Để cẩn thận, là con này không phải chép thả đâu, con chép hồ đấy. Không có lốt xít nào luôn. Rồi, túi đựng cá mà không mang đi thì quăng cái bao cái thôi nhỉ. Rồi đẹp thế. Đẹp. Nếu có vào được không đấy? 3 cân thôi. 2 cân mấy rồi, chắc là 2 cân. Cuối cùng phải có kết quả chứ. Hay nhỉ. Cây đấy làm sao chắc anh? Đây, cái này nằm em ơi. Anh à? Cái đấy làm sao chắc? Rồi ra rồi. Lấy cái này này. Thả cho hồ, lần sau lấy tiếp. Này. Chuối cá làm xong quên đi quên không mang. Này này này. Này. Đến khổ rồi. Đây. Cái này trong này. Mình có cần dùng ô làm gì? Không tí nữa. Chấm à? Chưa nhìn thấy con gì. Con này vé rồi chưa?
nó khoảng phân cân thôi. Đấy, bỏ cái vợt xong chỗ em. Bỏ vợt xong, quạp lấy con cá luôn, xong rồi đưa lên người, lôi lên người, lôi lên người, lôi lên người, đúng rồi. Đấy, cứ thế thẳng lên bờ. Đấy. Bây giờ nhìn dưới nước vé đây cũng không vé đâu, cũng gần như bằng nhau thôi. Bằng hết, bằng hết. Cân rưỡi. Đây đấy. Con say đấy, đấy cho gần đây này. Không, cái này cháu quay YouTube khổ quá. Như này cũng may mắn là được kiếm được mấy cái view đây thôi. Lấy cái túi lên. Hả, từ từ đã, cứ đặt đấy. Ờ, đi nhấc nhấc hẳn cái bao đây chứ không thì không thì con được con này thì con kia đi thì cũng chết luôn. Đây con thứ hai, bóng hai được hai con, bóng hai được hai con cũng ok rồi đây. Ui rồi, ui rồi, lấy cái bao mở vào đấy chứ không lại lăn nó cũng mồi nữa. Rồi. Mà đi cắm cái thật vào nhé. Đưa anh đi cất thì cất, tắt cái điện thoại đi. Ôi. Mở thôi, mở thôi. Mở rồi, nhưng mà con này không lấy được đâu, con này còn khủng khiếp hơn con lấy đi, nhìn có vẻ khả năng hơn. Còn nguy hiểm hơn này, nhưng mà vào cành tre rồi. Em lấy cái vợt đi chọc bên kia tí nào. Hỏng ăn rồi, hỏng ăn rồi, úi lôi hết tâm luôn. Hỏng ơi, con này thì đổ bờ hết tâm luôn. Con này hỏng ăn rồi, con này vào hết tâm luôn rồi. Ôi, thôi ra rồi, mày quá, không mất lục. Cái hồ phải cảm ơn mình rồi, đi luôn lục luôn. Đã có khuyên nhá. Đã có khuyên. Cái hồ máy rồi, mình mất luôn cái lục, không thì mắc vào đấy cũng được. Mất luôn. Mất chưa? Mất. Không, đứt chỗ buộc luôn đấy này. Đứt luôn. Không. Bây giờ là đã mất chính xác rồi. Mất luôn rồi. Còn cái cuối cùng. Răng nốt. Con này chưa luôn, không dám cắn luôn. Con này không phải chưa, con này là hồ nhà hồ để được lâu đấy. Xong. Không rồi. Mẹ nó sao nó toàn quay bên này nhỉ? Nó to, nó khỏe thế, cần mình dẻo mình có kéo về được đâu, nó cứ thế là lôi đi thôi. Nó lao lên nó cũng to nhỉ. Đấy. Sao để cao đấy thì mất hình. Cá này con cá hơi nhiều đấy. Đúng lúc thằng đệ nó đi mua ấy, nó đi mua nước uống. Đây nó về đây. Đấy, thế mất chịu chứ. Chờ anh em ở bên đấy nhá. Ờ đây. Nè, đây đi, đây vào đây xem sản phẩm vừa lên này, đúng lúc mày đi thì nó mới lên hàng chứ. Thế chứng tỏ là từ sáng là không ăn đấy em ơi. À, đây lên rồi, chắc hơn 5 cân thôi, hơn 5 cân chắc. Thôi, cuối cùng mình cũng hết rồi, không có cái gì để mà buộc đó, không cần lấy cái dây này thôi. Đây đúng dây thả ben, nhưng mà hôm nay không được thả ben nên ra là. Túi thì sao bỏ được nữa. Đây à? Trời ơi. Không biết họ xỏ kiểu gì mà họ xỏ hai bên này. Đâu đi về đây, sai cho anh này để anh.
hàng đen. Alo, đúng lúc em đi thì ở đây không có ai bấm máy cho mà quay này, view đẹp nhất này. Dòng con này khoảng hơn 10 phút rồi. Thì em đi về vừa xong đúng không? Vừa đây mà, vừa lên đây này. Ui. Ôi, mình tuổi hai con lấy con. Này nó xuống đẹp quá đi, giật cá rống ngay. Vào bụng hay vào đói? Hả? Vào bụng hay vào đói? Vào, ấy, vào. Phải cắt cả cái dây thả ben ra của Nguyễn. Để mà lấy. Buộc chắc quá. Chắc. Hai vòng. Ra này đâu? Ôi, để anh bê đi xuống kia. Ừ. Nhưng mà từ từ đã, cái này phải anh phải buộc vào ấy rồi không? Tí ra mất. Đấy, bẻ cái cây. Đấy, một cái cây ở dưới chân anh ấy. Không làm sao làm được tí nữa con đấy cơ. Nó sống chứ. Đây khả. Có không cần hả? Có không cần hả? Thôi để em lấy cái cây cho. Đặt cá máy ra cắm hộ anh cái cây đi để buộc đây cho nó sống. Thương lắm. Sống. Thôi hồi lại mà, đẹp lắm, vẫn còn thở, vẫn còn chạy. Chạy từ sau. Đấy, bẻ lấy một cây chắc tí nhá. Vẫn còn bơi ngon lành lắm, yên tâm. Sao hết? Đây em cắm ấy vào đây, cắm mạnh xuống, cắm sâu à. Được rồi, nó không được đi được đâu. Trừ phi đứt được cái dây dù này thì mới chịu thôi chứ. Chắc bố, chắc. Thôi để kẻ nó đây, nó vẫn không bơi được mà. Chỉ cả tầm này đấy. Nổ luôn nha. Yeah. Đúng lúc này đi thì mới không được quay cái đoạn rong chứ tiếc. Phát đấy mà quay được cái đoạn xuống phao thì người ta nói phê gì đâu ấy. Thôi được rồi, cắt. Đen rồi phải không nói. Nhìn phải đen không? Em có để ý đâu. Phải đen chưa? Phải đen. Đen đấy. Phải đen chưa? Trắng hay đen? Trắng rồi. Trắng thôi. Đặt làm sao được cái máy thì ra đằng kia cũng được, xong lấy cái hộp rồi cho anh. Thấy chưa? Từ từ theo. Úi giời, may mắn thấy được là đen, mình nghĩ là đen đấy, không có một tẩy cái này đâu. Kéo vào người đừng ấy. Chết, thế là lao ghê nhỉ. Ôi giời. Vòng 5 được 3 là ok rồi. Con này còn đực, khỏe nhỉ. Máy trường. Cứ nghĩ là ấy, nhìn thôi. Thôi lấy cái bao lên em không cần đâu, kệ nó thôi. Giữa cẩn thận nhé, cầm cái túm cẩn thận. Mày lại không mở máy kịp để quay cái đoạn phao xuống để anh giật cho anh em. Người ta không đi câu rồi, người ta xem. Bảo mở máy lên rồi không kịp luôn. Chắc là cũng đến nỗi làm ra được lắm. Tắm đi. Ô, lúc con tắm to quá, vãi hồn. Giống rồi phải không?
bắt được rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đâu, xả xả côn mà. Tách 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 ấy. Hai con chấm à? Bông hai tiếp tiếp tụi khai con rồi. Mình đang ước lấy một con chấm chứ tại mình ước rồi. Quả này không lấy nữa. Chấm ơi, mày về lấy bán cho nó đi. Quả này không thèm lấy nữa. Nếu mà khi nào thấy nó 5 phút mà nó không thấy nó đè thì ấy thì thôi. Bật nhé, bật đi để anh cho xem quả pháo xuống để giật cái rồi cho nó. Bây giờ bật thôi. Có tí cảm giác. Bật thôi. Đấy thì nó ăn sát được đấy. Ừ. Ôi giời ơi, xuống đi rồi, nó cũng chịu đè. Nháy không à. Nháy thì sao giật được. Không ạ, cháu không về đâu. Thả tì chứ. Đã bao nhiêu nhiều lần tan rồi đúng rồi đấy. Đấy. Điện rồi. Tắt nha. Ôi thôi, đừng ghi nó nhá, đừng cho nó vào cái búi. Búi kia là tự đi luôn đấy. Bé rồi, bé rồi. Chép rồi. Thôi sao cho sao nó sang bên này đi anh. Chép rồi ngoài. Cho đẹp. Đấy, vừa thấy tăm một tí mà chết ngay mà. Nó lại quay lại. Ông đón đúng đường luôn, hay ác đấy. Vừa thấy tăm một cái là nổ ngay nhỉ. Nó đi đúng cái đường đấy, tôi thấy mồi là vào ngay. Hết luôn.
thế mới bảo gì. Tớ mà vào chỗ này phải nguy hiểm, chỗ này trong này đây cây này. Đúng rồi, chỗ đấy nhiều lắm, vì trong này bọn em không dọn đâu, phải chắc trái ngồi đây nên không dọn. Cứ vào trong này là mất rồi, khỏi nói chuyện luôn. Chụp to thì gì thoải mái. Không, đính ba rồi đấy. Nhưng mà cá này nó khỏe lắm. Con này đói thôi. Khỏe. Bụng. Rất chậm. Con này vẫn yếu, bằng con lúc nãy rồi nó vít rồi. Ôi. Được con đen mà lấy được chỗ này cũng giỏi đấy. Ừ. Anh ấy có dùng bàn đâu? Bắt bằng tay. Đỏ chưa hết. Đỏ chưa hết rồi. Con thứ 15 này. Bóng nó trắng con đấy. Ờ thôi, nếu mà mình mấy con trắng trắng thì nhìn đẹp thật. Bóng mấy con trắng trắng à? Hai con. Một con bay. Con này bụng đầy trứng. Ui, mọc mẹ rồi. Cẩn thận rách bụng. Rồi. Quá khá. À, to đấy chứ, nhìn ở dưới bé nhá, to đấy phải 3 cân, hơn 3 cân. To đến rồi. Đến đấy. Cân dưới cho con này, mình điên. 2 cân dưới. À. Được rồi. Rồi, lái có bấm máy không đấy? Có rồi. Lấy nốt đi, lấy nốt cái cảnh này đi, còn gì nữa. Dạ. Chép chưa? Con thứ 15, bóng 8, à đâu? Bóng 8 được 7. Hơi bị khá đấy. Đấy, đi khai trương như thế. Đi khai trương thế là rực rỡ rồi. Thế này, lưới hả, lưới à, bao nhiêu nhỉ? 25 nghìn à? Lưới này, lưới này. Lưới này mà bắt được cá là át đấy, mà bắt được nhiều là át đấy. Lưới 25 nghìn mà. Chỗ như chỗ như này chỉ đánh tam hồi tứ thì đóng chắc. Thế là bảo. Tam hồi tứ 10, xếp 10 dương đi. Dưới 25 nghìn của Made in China đấy. Made in China. Đúng rồi, Việt Nam thôi. Đi xem con trong bao à? Xem con đen kìa ở bên kia anh bù bên kia. Ôi cứ ngửa mẹ thôi. Hả? Không có dây dài à, ngửa thôi, ngửa thôi. Sao đâu nó ngửa từ đâu, tại vì mình cho nó sát thương. Lúc nãy nó lại nằm mà anh. Ôi đừng ngửa này kia lắng sợ chết đấy. Chết gì? Không sao kệ, đằng nào cũng mang về. Chết là phím. Ừ, chỗ không có cái dây dài dài à? Không có. Thế rồi anh ạ. Đây chặt thế giấy. Khổ. Con này là chết thả này. Con này ăn no lắm rồi nha. Bụng mình. Ôi. Con này chết bụng toàn trứng. Chết mẹ. Đây này, ba con này là ba con trong túi kia, ba con này với con đen kia nữa. Còn được 7 mà. Khá đấy. Toàn chết mượt lừa mà, không có xuất sát gì. Đẹp nhỉ. Toàn loại này. Rồi, ok. Căn bản mình câu một cần nó tập trung. Chẳng qua là ở đây mình đợi thế của mình nó bị mắc nhiều quá. Dọn đi là đẹp ấy. Ui. Đóng chưa? Đóng rồi. Đóng. Cũng xả khá đẹp rồi mà chứ không nặng mấy đâu. Không kém thì các cần thủ ca mẹ cần chục triệu nhá. Thôi đã, kéo đâu cần nhá. Kéo mày nhá, chưa cần ăn không. Đấy, cần nó mềm đó. Quá đi thôi. À, con bé thì được, con to. Nãy, quả này anh gò thật ấy rồi nhá. Anh dí lên đi, anh dí lên anh. Nào, họ vượt ra xa nữa đi em ơi. Thò vào tao sao nữa đi, thò vào tao sao nữa. Hết cỡ vào đi em ơi. Hết cỡ vào đi, hết cỡ vào đi, hết cỡ vào đi. Nào, 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 úp vào đi, úp, úp rồi, ok rồi. Rồi, rồi, lôi thẳng đứng nhất. Lôi thẳng ấy kia, cẩn thận cái quay kìa được rồi. Rồi, thả đấy cho anh lấy cái máy quay dí ở đây. Dí ở đây, hàng vừa lên này. Được hàng chìn, hàng chìn. Ok, ok, ok. Con thứ 10 đấy, à đâu, con thứ 12 rồi mà. Từ nhá, để anh để cân cẩn thận vào rồi. Xịt con thứ 10 rồi, con thứ 12. Đó, xịt 8 con, xịt được 5 con, 13, con thứ 13. Con thứ 13. Đây đây. Đâu nhấc nhấc hẳn lên kia đi mà gỡ nhá từ. Cước anh xả thôi. Xả chưa? Con này là phải cắt dây rồi.
không. Con thứ 13 này nói gì? Xoáy ghê thế. Tôi trời ơi. Con này phải cắt dây rồi. Nãy em để gác cái máy này nên cắt dây anh. Ừ. Cắt cho nó dài hết tuần rồi nhé. Ừ. Để... quay chứ. Nếu mà được 50.000 lượt xem thì chắc là cũng ổn đấy. Có cụ nào mà không đi câu được thì vào xem ủng hộ thôi, còn các cụ đi câu được thì không xem ô. Miền quê Đông Bắc. Vâng. Thôi mình ở Đông Bắc, mình đi miền quê Đông Bắc được rồi. Đông Bắc phải tính Lạng Sơn. Thế á? Vâng. Chết. Thôi bây giờ phải buộc thế này, bắt buộc phải buộc kiểu này thôi chứ không. Sao anh không buộc sang xiên sang bên kia đi? Cơ. Buộc vào cái cây kia luôn, thả nó xuống luôn. Chắc bố thắt, anh thắt ở trên này đi. Thoải mái đi, ra được ra. Thắt cái này này. Không không. Anh thắt cái này này. Không tí nó tuột. Không ra được đâu. Cái này à? Ừ. Thắt cái đầu vào này. Không ra được. Ra sao được. Cho nó bơi cả ngay luôn. Con thứ 5. Bóng mất 8 con nhỉ? 8 con. 8 con. Đấy, dài dài đấy. Phát này còn quay được cả tụt phao phải không đấy? Được. Chuẩn rồi. Đấy, con cá chủ yếu là thích cái quả tuột phao thôi. Thôi được. Chỉ đợi mỗi câu này thôi đúng không? Đấy, nhìn pháo nhá, nhìn pháo nhá, xuống. Bệnh rồi. Nó rồi. Đứng cẩn thận đấy chứ không cả người chú.
Nào, giờ vào ra xa nữa, từ từ bình tĩnh. Nếu mà nó lật người là không có ý nữa. À, nhấc, ấy, chưa được, chưa đứng, bỏ ra đi, bỏ ra. Nào, nào, lùa lại nào. Nào, úp lên. Ô, còn phải dạy xúc cá nữa đi. Ê, điểu thật. Rồi, lên, để đấy cho anh, con lên, lấy cái máy đi. Đây. Con thứ 14. À, thì lên 6 nhỉ, sống mất 8. Ừ. Trong bao tải con này là con sao nào 3 4 5 6 rồi. Được 5 con chép. 5 con chép một đen. Nó nổi pháo rồi nhỉ anh nhỉ. Cái này á? Ừ. Nói á, nó bành. Nó bành. Bành. Thôi tí nhá, đi quay bên kia để anh cho cá. Đấy. Để con kia. Thế tháo con kia lên buộc vào cả hai đôi. Đấy nhá. Đấy đấy, cẩn thận đi. Khổ thế đấy, xích không mua nổi thì. Luôn bằng cái này. Hôm nay quên không lấy túi đựng rồi. Xuống ở với nhau cho thành cặp đi. Xuống ở với nhau thành cặp đi. Cưới nha, mày đi cưới nha, để anh tự cưới nha. Rồi, ok. Chết luôn. Đi vào bờ này là chịu. Thôi, nó tại đây đóng vào rồi. Vào cọ rồi. Vào cọ đánh ổ cực kỳ nguy hiểm. Anh cứ thả lỏng ra xem luôn ra. Ôi giời, nó chui vào tít sâu trong rồi. Thả lỏng xem nó có luồn ra không. Không luồn được rồi, nó móc hẳn rồi. Vào đúng cái gai đùng đũng nó thì. Gai đùng đũng ở trong này rồi. Cẩn thận mất nữa luôn. Nó vẫn còn cứ để nào xem nó ra, anh cứ thả lỏng cho nó ra. May ra lại ra được. Ôi. Lại còn dưới ngay con gốc cây chứ. Bong mẹ ra. Không, chưa bóng đâu. Rồi rồi. Số rất là đỏ. Chưa bóng. Ra rồi anh ơi. Đừng đuổi, chỗ này đuổi là vứt, chỗ này đuổi là hỏng, đừng đuổi. Cần thủ này đánh hơi bị dã man. Vẫn còn cây mắc ở lưỡi kìa. Vẫn cây mắc ở lưỡi rồi. Chết. Đánh ổ cực kỳ nguy hiểm nhưng mà vẫn lổ giòn đều. Con này là chính xác là phát ra thứ 16 rồi đấy, được 8. Nếu mà được con này được 8, bóng 8 16 phát được 8. Bông tám. Bông tám. Được một con đen chép mới chấm. Con đen thì không phải nói rồi, con đen này có ngon rồi. Úi giời, vào cây, vào quay. Ô, cái này ra đấy, nãy ấy luôn, hạ vào xuống nước, hạ vào xuống nước. Rồi, nhấc lên em. Ôi kìa, kéo mọi người. Sao rồi, chưa. Nó đã không mất thì không kiểu nó gì nó mất. Nó đã không mất thì kiểu gì cũng không mất được. Đấy, ôi, thằng này xúc vật kém quá đi. Nó đi tìm mọi người. Chép đồ ba. Ôi. Nó đã không mất thì không kiểu gì nó mất. Chính thức là thu cân các cụ nhá. Đi muộn nhất mà lại đòi về sớm nhất. Đi muộn nhất rồi, chính thức là thu cần đấy, được 8 con, bóng 8 con được rồi. Cần thủ đẹp trai nhất nhì hồ ấy, đi muộn nhất. Đi khai trương muộn nhất nhưng mà đòi về sớm nhất. Màu đen đặc trưng. Thôi được rồi. Chào mọi người nhá. Lên đi thằng ơi. Có ai xem không? Dùng nhiều hôm nay khoảng 30 con nhiều rồi. Đâu xong từ từ đã, đừng tắt rồi nhá, để đi lôi mấy con kia cho mọi người xem luôn. Không, em không tắt đâu. Em live stream từ đây về đến nhà luôn, đến nều luôn cơ. Em live stream toàn tiếng một đấy. Đang live stream nối luôn. Chào mọi người nhá. Sáng nay một cái live stream của em lên được mười mấy con rồi. Nói chung là hồ hôm nay thì sẽ thành công rực rỡ. Thành công rực rỡ rồi, khai trương như này thì quá đẹp luôn. Không thể nào nói mà buồn được một câu nào thôi chứ. Không ai chia trách gì được. Không ai chia trách được câu nào. Đấy, còn lưỡi ngon gì đâu, ông mua cái lưỡi đều, lưỡi chợ. Đây này, lưỡi 25.000 này, nói không bao giờ qua luôn, lưỡi 25.000 đây. Cho các cụ xem trực tiếp. Cái lưỡi gọi là cực kỳ đều luôn. Đây. Đây. 16 con cá qua cái này đấy. Cực kỳ đều này, mà đóng 16 phát. Đóng 16 phát được 8 con. Bóng 8. Chú. Đã đỏ thì không ai hú được. Đúng rồi, đỏ thì nhất hồ rồi. Người cũng chắc sửa đỏ luôn. Người chắc sửa đỏ rồi.
Hôm nào anh gửi cho nhất tiết ơi. Đây cá. Chép, lại đến chép. Lại đến chép. Chép chưa? Rồi, chính thức là buổi khai trương thành công rực rỡ. Cảm ơn nhà hồ. Quá sân, thành công luôn. Sân chơi quá đẹp luôn. Dọn cần thôi. Cần thủ đi muộn nhất. Đâu, hồ thế là hết chỗ là chui vào cái những cái chỗ này. Sang đây cho anh em xem. Còn toàn cành cây luôn. Sang đây cho anh em xem đây cho đấy. Đi câu thì không mang tư tráng gì cho cá vào trong bao tải. Đây nhá, đây là 3 con, kia là 4 nhá. 3 này. 3 con chết đã xong. 3 con, còn trên vườn là 4, bên này trong túi này 3 trong con này. Túi này 3 con này, trong bao tải là 3 con này. Bên này còn một con đen nữa. Bên này. Đồ quá đỉ luôn. Đây là đen, mất cho mọi người đến cùng xem cho nó. May may vẫn chưa hết. Chưa đâu. Đây, con đen này các cụ ơi. Các cụ ơi, đen đây nhá. Được chưa? Rồi, đen rất đẹp luôn, không xuất sát thì luôn nhá. Okay. Không mang cái gì theo luôn, bắt cá bay không. Bụng ấy quá, dài tí này, nó vẫn còn khỏe.